Hello, xin chào quý vị khán giả, lại là My Xuân Thiện đây ạ. Nhân dịp ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì My Xuân xin chúc cho tất cả nhà nhà người người được ấm no và hạnh phúc. Và nhân dịp lễ này thì My Xuân xin chúc tất cả mọi người có một cái ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Không biết là khu vực khác của quý vị thì như thế nào, nhưng mà khu vực ở Củ Chi của My Xuân đó quý vị thì nó lại mưa, mưa tầm tã luôn quý vị ơi. Dự định là dắt cháu gái ở bên Nhật nó về đó, dắt cho nó đi vườn trái cây. Tại vì gần tới 1 năm tháng 5 thì ở vườn trái cây ở Củ Chi nó rất là nhiều trái sum xê, nhưng mà mưa không đi được, uổng quá à.